Sau đây xin mời các bạn nghe bài viết của Nguyễn Khắp Nơi. Mình, biệt động quân mà, viết cho những biệt động quân và tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên khắp bốn vùng chiến thuật, đặc biệt cho những người lính của tiểu đoàn 90 biệt động quân biên phòng. Đen Đỏ cùng bốn đồng đội nhận sự vụ lệnh trình diện Bộ Chỉ huy biệt động quân vùng 2 chiến thuật tại Pleiku vào tháng 2 năm 73. Sau khi bắt thăm, chàng và Đạm chọn tiểu đoàn 90 biên phòng. Vào thời điểm đó, các tiểu đoàn biên phòng vừa được cải tuyển nên vẫn còn mang tên cũ và chưa có sáp nhập vào liên đoàn nào cả. Tiểu đoàn vừa chấm dứt một cuộc hành quân dài thắng lợi, đang nghỉ dưỡng quân tại làng Thanh Bình, nên cả hai phải đợi tới tuần sau mới có người từ hậu cứ tới đón. Được nghỉ vài ngày, hai chàng cọp đen dắt nhau đi thăm thành phố. Thành phố Pleiku rất nhỏ, chỉ có một con đường chính tên là Hoàng Diệu và rạp cine tên Diệp Kính. Buổi sáng trời Pleiku thật lạnh lẽo, phải mặc áo xô mới chịu nổi. Nhìn những nữ sinh trường Hoàng Diệu mặc áo dài trắng thêm chiếc áo len quấn khăn quàng cổ, má cô nào cũng đỏ, môi cô nào cũng hồng, thật là đúng với câu hát em Pleiku má đỏ môi hồng. Nhìn các cô đi bộ với tà áo dài tha thước, thật là đẹp, thật là xinh. Vừa đi vừa ngắm được một lúc thì hai chàng đã đi hết con phố chính rồi. Vì con đường Hoàng Diệu chỉ dài chừng vài cây số mà thôi, cho nên đi dăm phút đã về chốn cũ. Câu hát này cũng đúng không chê vào đâu được, vì đi bộ từ rạp cine ở đầu phố tới cuối đường là nhà thờ Chúa Cứu Thế. Quẹo trái là hết đường, quẹo phải sẽ gặp một lô những quán ăn. Hết đường quay trở lại cũng chừng 15 phút là cùng. Đi có một chút là bụi đỏ đã dính đầy người. Hai chàng cọp đen mò vào quán nghỉ chân. Mới sáng sớm mọi người đều lo đi làm, đi học, quán vắng hoe. Trước cửa quán có đốt một lò sưởi bằng củi. Hai người bạn chọn cái bàn gần cho ấm, gọi ly cà phê sữa nóng. Ai đó ngồi chịu lạnh mà nhâm nhi ly cà phê sữa nóng mới cảm thấy cái thú vị, cái đắng ngọt ngào của cà phê. Nhìn chung quanh toàn là rừng núi trùng điệp đất đỏ, bụi đỏ dính khắp mọi nơi. Đen Đỏ chưa có quen với cái không gian xa lạ này, văng vẳng từ trong cái máy cassette có tiếng hát của người ca sĩ. Giữa chiều hôm nào anh với tôi đi vào phố, hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân. Mới mấy hôm trước Đen Đỏ còn ở Sài Gòn hưởng những ngày phép cuối cùng, đi chơi cùng cô bạn gái, nhìn những ánh đèn thành phố ngọn xanh ngọn đỏ, vui thật là vui. Vậy mà hôm nay đã ngồi chèo queo trên vùng rừng núi hoang vu, nghe lại bài hát này càng cảm thấy lạnh lùng thêm nữa. Giờ này ở đây không còn có phòng trà, nên không có thấy thanh cao bản biệt ly, nhưng lại có hương thơm cà phê để nghe giọt buồn không tên len lén qua tâm tư. Ngày hôm sau, Đại Quý Thao, tiểu đoàn phó lái xe Jeep tới đón Đen Đỏ và Đạm về hậu cứ tiểu đoàn. Ông cọp này to và đen thui, trông đúng tiêu chuẩn của lính biệt động quân lắm, nghĩa là trông oai hùng và dễ sợ lắm. Đen Đỏ nhìn ông sếp nghĩ thầm, hèn chi mà Việt Cộng nó trông thấy biệt động quân là nó chạy te hết. Tuy nhiên khi ông cọp này nói chuyện thì dễ nghe lắm, ông cho biết. Đại quý giáp tiểu đoàn trưởng còn đang ở làng Thanh Bình với anh em binh sĩ, tôi đến đây từ hôm qua. Nhưng còn chờ gom hết số lính nghỉ phép rồi mới đón mấy anh, đưa về hậu cứ nhận đồ tiếp liệu rồi mới lên chỗ tiểu đoàn đóng quân luôn một thể. Tới hậu cứ, thiếu quý chỉ huy hậu cứ ký giấy để hai chàng tân binh đi lãnh quân trang quân dụng. Đen Đỏ được phát một khẩu súng Colt 45 không có bao với hai băng đạn, dây ba chạc, bi đông nước và một cái nón sắt. Đen Đỏ chưng hửng nhìn khẩu súng, không thể nào tưởng tượng được là binh chủng biệt động quân nghe kêu hùng như vậy, mà chỉ có thể trang bị cho sĩ quan của mình khẩu súng lục không có bao. Đen Đỏ còn đang phân vân, không biết phải làm sao mà mang khẩu súng vào trong người, thì ông hạ sĩ già thủ kho nói chen vô. Bị thiếu đồ quá, xin miết mặt không được, thiếu quý thông cảm. Cầm đỡ, chiều nay tôi ra chợ trời mua cái bao qua mới cho ông. Thôi thì nhập gia tùy tục, Đen Đỏ xin sợi dây dù cột vào bắn súng, đeo toàn ten khẩu súng trên cổ lẩm bẩm.
May mà ông ta chưa phát cho mình cái ba lô, chứ nếu phát dám cái ba lô không có dây đeo dài lắm. Sáng sớm hôm sau, trước khi lên xe về nơi đóng quân, ông hạ sĩ mới chạy theo đưa cho Đen Đỏ cái bao súng second hand to tẩu bố, nhìn tưởng là cái bao xẻng, thôi thì có còn hơn không. Thế là cả hai người lính mới ba lô lên vai đi tới vùng trời quen đất lạ thiếu bóng đàn bà. Hai chiếc GMC và một chiếc Jeep chở anh em biệt động quân trực chỉ làng Thanh Bình. Trên đường đi, Đại quý Ngọc cho biết về tình hình ta và địch trong vùng và lệnh hành quân sắp tới. Sở dĩ tiểu đoàn đang nghỉ dưỡng quân lại không được về hậu cứ, mà phải đóng quân ở một nơi xa thành phố như vậy, vì tình hình an ninh, vừa nghỉ vừa phòng thủ. Hơn nữa, lính biệt động quân mỗi lần về phép là quậy dữ lắm, có khi làm cả thành phố lên chuột, nên đại tá chỉ huy trưởng biệt động quân chỉ cho luân phiên từng đại đội về thành phố mà thôi. Ông còn cho biết thêm, trước kia, nhiệm vụ của biệt động quân biên phòng là chỉ đóng ở những trại của lực lượng đặc biệt do Mỹ trao lại mà thôi. Đóng trại tuy nguy hiểm nhưng nhàn nhã hơn, suốt ngày cứ ra suối tắm trùi, nằm phơi củ cải bên mấy tảng đá thôi. Nhưng nay tình hình đã đổi khác, di động hay biên phòng cũng đi đánh trận liên miên như nhau. Rồi ông chỉ vào tấm huy chương còn sáng loáng đeo trên ngực áo, nói đùa với hai người lính mới. Nếu không xanh cỏ thì sẽ đỏ ngực, như vậy nè. Tất cả cùng cười vang, phía sau trên hai chiếc GMC, những người lính cũng cười giỡn vang trân, ai cũng hả hay sau chuyến nghỉ phép. Làng Thanh Bình nằm trên một ngọn đồi dọc theo quốc lộ 19, trên đường đi Đức Cơ, mặt quay về đường lộ thì có nhà cửa tiệm buôn, mặt sau quay về núi thì ruộng rẫy thoai thoải xuống suối nước ở dưới chân đồi. Đoàn xe tới nơi đóng quân được anh em đón tiếp vui vẻ lắm, vừa nhận đồ tiếp tế của thân nhân vừa nghe kể chuyện đi phép của bạn bè vui như Tết, làm Đen Đỏ cũng vui lây mặc dù chẳng quen biết ai cả. Sau giây phút ồn ào, mọi người trở lại chỗ đóng quân của mình, Đen Đỏ và Đạm theo Đại quý Ngọc tới hầm chỉ huy trình diện Đại quý tiểu đoàn trưởng. Đại quý Giáp không to con như Đại quý Ngọc, nhưng dáng thật là nhanh nhẹn, nhìn có vẻ khó tính. Và giọng Huế nói thì đặc biệt lắm, cứ sang sảng lên, có quay ghê lắm. Ông bắt tay Đen Đỏ và Đạm chúc mừng hai anh lính mới và hỏi thăm về việc học hành. Học qua Thủ Đức khóa mấy, Trần Núi xin lầy ra sao? Đen Đỏ trình bày. Đáng lẽ khóa 1 ra trường vào tháng 10, nhưng được giữ lại thêm 2 tuần để học chiến thuật phá chốt và kiện, là hai chuyến thực mới mà Việt Cộng vừa đem ra áp dụng trên chiến trường. Sau khi học xong khóa 50, Trần Núi Sinh Lầy đã được đi thực tập hành quân với tiểu đoàn 42 biệt động quân ở Tà Keo, Campuchia và tiểu đoàn 44 biệt động quân ở Kiến Phong. Đại quý Giáp mừng quá nói, các anh đã được huấn luyện kỹ càng lắm rồi, bây giờ tới lúc trổ tài đó. Đại quý Ngọc chen vô, còn chỉnh quý Đạm đây là thủ khoa khóa 50 Trần Núi Sinh Lầy đó, mình được tăng cường thứ thiệt không hà đại quý. Thế là Đen Đỏ được chỉ định về trung đội trinh sát của tiểu đoàn, còn Đạm về đại đội 1. Nghe được về trinh sát, Đen Đỏ hơi ú ớ vì sợ chưa đủ kinh nghiệm thì Đại quý Ngọc đã chặn trước. Có về thám sát thì mới có dịp học thêm kinh nghiệm. Làng Thanh Bình trên quốc lộ 19 qua Đức Cơ là tới vùng ba biên giới Việt Miên Lào. Bất chợt một đấng to con khác xuất hiện nơi cửa ra vào. Đấng này chưa vào tới cửa mà giọng nói đã vào trước. Đúng vậy, chú mày cứ việc học thêm kinh nghiệm, nếu còn sống như ta đây. Vào tới nơi, ông chào và bắt tay mọi người lia lịa, Đại quý Giáp giới thiệu với hai cọp nhí. Ha, đây là Trung quý Phúc, đại đội trưởng của đại đội 1. Ông ta lên đón lính bổ sung đó. Hồi mới ra trường, Trung quý Phúc cũng ở thám sát. Ông học kinh nghiệm lẻ lắm nên mới có 2 năm mà đã lên tới Trung quý rồi đó. Hai em ráng mà bắt chước ổng đi. Thế là Đạm theo Trung quý Phúc về đại đội 1, còn Đen Đỏ thì theo Đại quý Giáp về nơi đóng quân của trung đội thám sát, nằm ngay vòng đai phòng thủ đầu tiên của tiểu đoàn. Trung đội đã được thông báo trước xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh, thủ tục bàn giao được thi hành thật ngắn gọn vì tiểu đoàn đang ở trong vùng hành quân. Trung sĩ bé quyền trung đội trưởng giao lại trung đội cho Đại quý Giáp. Tiểu đoàn trưởng Đại quý Giáp nhận trung đội và giao lại cho Đen Đỏ, kèm theo cái địa bàn ống dòm và bản đồ hành quân. Cuộc đời lính chiến biệt động quân của Đen Đỏ bắt đầu từ đây. Đen Đỏ nói vài lời với trung đội rồi cho tan hàng, chờ tối sẽ điểm danh, chia gác.
Trung sĩ bé đưa đen đỏ về hầm của trung đội, qua ly nước trà, bi đông, trung sĩ bé báo cáo. À, cuộc hành quân vừa rồi đụng nặng lắm, trung đội còn lại có 13 người mà thôi, nhưng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đen đỏ hỏi về người sĩ quan trung đội trưởng cũ, trung sĩ bé trả lời. Thiếu quý nhân đã tử trận khi toàn thể trung đội xung phong chiếm mục tiêu cuối cùng ở trận Đắc Tô. Trung đội phải rút lui, ngày hôm sau tấn công trở lại mới chiếm được mục tiêu và lấy được xác của thiếu quý nhân về. Cách này cũng 2 tháng rồi, kể từ đó tiểu đoàn hành quân liên miên đến nay mới được bổ sung quân số. Đen đỏ uống hết ly nước trà nóng mà vẫn cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Sau một tuần lễ nghỉ ngơi, tiểu đoàn nhận được lệnh hành quân mới, chiếm lại đồi 30 trên quốc lộ 19 gần Đức Cơ. Ngọn đồi này trước đây do một tiểu đoàn địa phương quân trấn đóng, nhưng bị Việt Cộng tấn công tràn ngập. Đồi này nằm trên quốc lộ 19 đâm thẳng qua biên giới Lào-Việt, nên Việt Cộng phải chiếm để làm điểm tựa cho việc chuyển quân từ bên kia biên giới. Dĩ nhiên, phía Việt Nam Cộng Hòa cũng không thể bỏ qua địa điểm chiến lược này, nên đã giao cho Việt Động quân hành quân chiếm lại. Nhưng vì áp lực của địch quá mạnh, anh em phải rút đi. Nay tiểu đoàn 90 phải chiếm trở lại bằng mọi giá. Đại quý giáp cho họp tiểu đoàn tuyên bố. Trước khi tiểu đoàn xuất phát, trinh sát được giao nhiệm vụ tới nơi trước để dò xét xem quân số của địch là bao nhiêu, có những súng gì, chúng đã tăng cường phòng thủ tới cỡ nào. Ông chỉ vào bản đồ nói với đen đỏ. Tuyến xuất phát là từ đây, mục tiêu là đây, lấy tọa độ cho rõ ràng đi. Hiệu lệnh truyền tin của tôi là Ngô Lan, thám sát cho biết hiệu lệnh riêng của mình. Hãy ghi rõ tần số liên lạc, tần số đặc biệt. Khi di chuyển, cứ nửa tiếng liên lạc với Ngô Lan một lần, tránh nổ súng, nhưng nếu đụng trận, đổi ngay qua tần số đặc biệt để báo cáo tình hình, sau đó sẽ có lệnh mới. Ai có câu hỏi gì nữa không? Chấm dứt buổi họp, đúng 2 giờ sáng mai, GMC sẽ tới đón trinh sát di chuyển tới tuyến xuất phát. Đen đỏ về trung đội cho mời cả 3 tiểu đội trưởng lên. Nói cho họ biết về nhiệm vụ mới của mình, cách thức di hành, những dấu hiệu riêng bằng tay, bằng miệng, cuối cùng sáng sớm mai tập họp đúng 1 giờ 30, tan hàng, cố gắng. Cả đêm đen đỏ cố dỗ giấc ngủ lấy sức, nhưng không tài nào ngủ yên. Học thì học tới 2 khóa rồi, thực tập thì cũng qua 2 tiểu đoàn rồi, nhưng ngày mai là lần đầu tiên cầm quân chỉ huy như thế nào đây? Học trong quân trường thì nghe tầm đạn bắn đi, chứ đâu có bao giờ học nghe đạn bắn lại phía mình đâu. Làm sao mà né mà tránh, đen đỏ thiếp đi lúc nào không biết. Còn 15 phút nữa là sắp tới giờ tập họp, đen đỏ đã sẵn sàng mọi thứ. Cổ họng chàng khô đi, luồn tay lấy bi đông nước đưa lên miệng thấy run run cánh tay. Đen đỏ đứng phắt dậy giận dữ với chính mình. Đen đỏ, mày làm sao vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Chàng bước ra ngoài, khí lạnh buổi sáng làm cho đen đỏ bình tĩnh trở lại. Những người lính đã sẵn sàng hết cả rồi, đang ngồi nói chuyện rì rầm thật là bình thản. Họ đâu có run như mình đâu, thật là mắc cỡ, cấp chỉ huy gì mà kỳ vậy. Mấy người lính hay thật, họ không ngủ hay sao? Phải rồi, họ đánh cả chục trận rồi, còn mình mới trận đầu mà. Nhưng trận đầu đâu có nghĩa là lỏng cổng, cố gắng lên, sinh mạng của họ trong tay mình đó, hãy làm cho ngon lên chứ. Đen đỏ mỉm cười vui hẳn lên. 3 tiểu đội trưởng đã có mặt, chàng cho thử lại máy truyền tin. Tuy còn vỏn vẹn có 14 người, nhưng trung đội trinh sát được trang bị nhiều hơn. Một đại liên M60, 2 M79, 2 máy truyền tin PRC-15, 1 máy PRC-25. Tới giờ rồi, trung đội tập họp, đen đỏ đứng trước hàng quân ra lệnh. Các tiểu đội trưởng cho kiểm soát lại quân trang quân dụng vũ khí báo cáo. Mọi người im lặng làm việc. Tiểu đội đại liên báo cáo sẵn sàng. Tiểu đội 1 báo cáo sẵn sàng. Tiểu đội 2 báo cáo sẵn sàng. Đen đỏ nói tiếp. Khi xe tới, tiểu đội 2 lên trước, tới trung đội chỉ huy, tiểu đội đại liên, chốt là tiểu đội 1. Tới tuyến xuất phát làm ngược lại, tiểu đội 1, trung đội chỉ huy, tiểu đội đại liên, tiểu đội 2. Chờ mọi người xuống xe hết, bắt đầu xuất phát liền. Tất cả nghe rõ chưa? Rõ. Mỗi tiểu đội về vị trí của mình chờ xe tới, tan hàng, cố gắng. Đen đỏ thở phào nhẹ nhõm, lệnh hành quân đã được ban ra rõ ràng mạch lạc, chỉ còn theo đó mà thi hành thôi. Chàng vui vẻ móc bi đông ra uống một ngụm nước nữa, lần này cánh tay thật trắng chắc, cầm bình nước thật nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Những ánh đèn pha sáng lóe lên ở góc đường, đoàn GMC ào tới như vũ bão. Một chiếc tách ra khỏi đoàn chạy về hướng của thám sát. Xe vừa mới thắng, đám cọp đen đã theo hàng lối, hối hả lên xe thật gọn.
Đen Đỏ là người cuối cùng, chàng vừa nhảy lên là chiếc xe lao vút đi trong đêm tối không một ánh đèn. Ngồi trên xe mà Đen Đỏ có cảm tưởng như ngồi trên cái hỏa lò vậy, lần đầu tiên ra trận với trách nhiệm trong tay. Sơ sót một chút là tiêu mạng người và mạng của chính mình. Đầu óc chàng trống rỗng, bao nhiêu bài học trong quân trường, bao nhiêu lời chỉ dạy của các đàn anh biến đi đâu hết trơn. Trước mặt Đen Đỏ chỉ còn bầu trời đen sẫm và rừng cây bao la ngút ngàn. Từ ngày xa nhau, chinh chiến đưa anh về đâu? Bay súng vượt biên mưa nắng xa xôi rừng sâu. Nhìn ra đằng sau những người lính vẫn thản nhiên vui đùa, chốc chốc Đen Đỏ lại đưa tay vào cán lưỡi lê đang mang trên ngực, mở nút bấm xem cán dao có rơi vào tay mình hay không, rồi lại mở bao súng, tháo băng đạn ra gắn trở lại, lên đạn để thử. Sau đó chàng lại ngồi im nhìn những trảng cây khuất đi ở phía sau. Chinh chiến đưa anh về đâu? Đen Đỏ cũng chẳng biết mình đang ở chốn nào nữa. Người tài xế gợi chuyện. Tiểu quý nhớ cô Đào ở Sài Gòn hả? Kỳ này ông ráng làm cho đẹp, làm thế nào đại quý tiểu đoàn trưởng cũng tặng ông vài ngày phép về thăm nga em đó. Đen Đỏ tính sửa sai người tài xế, nói cho hắn biết mình là chuẩn quý chứ không phải thiếu quý. Nhưng kịp ngưng lại vì chợt nhớ lời đại quý Ngọc dặn dò. Ở chiến trường, lính có thói quen gọi trung đội trưởng là thiếu quý, nên dù người sĩ quan có mang 3-4 cái lon chuẩn quý rành rành ra đó, vẫn được gọi là thiếu quý như thường, đừng có thắc mắc. Chàng nghĩ tới đây mỉm cười trả lời bâng quơ. Cô Đào của tôi nghe tôi đang biệt động cô ta ớn quá nhảy mất tiêu rồi. Mai mốt ta có giấy phép cũng chẳng có ai mà thăm. Rồi chàng đổi đề tài hỏi lại. À sắp tới nơi chưa lén? Sắp tới rồi đã, còn chừng 10 phút nữa ông thầy. Mình nói chuyện cho vui đi ông thầy, để im lặng buồn quá. Mặc cho người lính nói gì thì nói, Đen Đỏ vừa đánh lô tô trong bụng vừa im lặng suy nghĩ. Một lúc sau chàng quay lại phía sau ra dấu cho cả bọn sửa soạn xuống xe, phần mình thì lại tháo dây cột lưỡi lê mở bao súng ra coi lại cho chắc ăn. Tới rồi thiếu quý, em sẽ ngừng lại cái cột đá phía trước đó. Chiếc xe lao tới thật nhanh, những người lính biết ý giữ chặt thành xe, chiếc xe quẹo thật gắt để quay đầu trở lại và gần hẳn. Tiểu đội một nhanh nhẹn nhảy xuống xe bố trí chung quanh, xong xuôi mới ra dấu cho những người khác ào xuống. Tiểu đội 2 chạy về phía trước tường bảo vệ cho mọi người và cũng để bảo vệ cho chiếc xe lao vút trở lại con đường cũ. Chiếc xe vừa biến dạng cũng là lúc các chiến binh biệt động băng mình vào khu rừng trùng điệp của Pleiku. Đen Đỏ vừa bước đi vừa đưa tay nhìn đồng hồ, 3:30, trời hơi hơi hừng sáng. Màu áo trần ri của người lính hòa lẫn với màu xanh đen của lá cây, màu đỏ của đất nút, thật khó mà nhìn ra họ. Mỗi 15 phút di chuyển là Đen Đỏ lại cho anh em dừng lại để nghỉ và quan sát chung quanh. Đúng giờ hẹn chàng bọc máy nói nhanh. Ngô Lan, đây Minh Trang gọi, nghe rõ trả lời. Ngô Lan nghe rõ, Minh Trang có gì báo cáo? Minh Trang, Bắc Bình cải cách, Yên Bái tơ tầm. Minh Trang báo cáo yên tĩnh. Cứ việc tấn tài đi. Tiếp tục đi. Đi khoảng một tiếng đồng hồ nữa, Đen Đỏ nghe xa xa có tiếng nước chảy tróc trách. Chàng nhìn vào bản đồ chấm lại điểm đứng. Mình đang ở tọa độ L10, đi khoảng hơn một giờ nữa sẽ gặp dòng suối chắn ngang, từ đó tới đồi 30 khoảng 5 cây số. Suối nước là điểm quan trọng nhất, việc cổng chắc chắn đóng chốt chung quanh đó. Đen Đỏ gọi máy báo cáo cho Ngô Lan, ông nhắc lại ráng lách qua dòng suối tới gần đồi 30 chừng nào hay chừng nấy để quan sát hệ thống phòng thủ của việc cổng. Đen Đỏ cho anh em xếp đội hình chữ V để dễ dàng bảo vệ lẫn nhau và nghỉ dưỡng sức. Kể từ đây có thể động địch bất cứ lúc nào. Nói là nghỉ nhưng ba lô vẫn trên vai, súng vẫn để ngang đùi, mắt vẫn quan sát tứ phương. Nhìn những ba lô nặng trĩu mà Đen Đỏ thương cảm cho người lính. Mỗi ba lô là cả một gia tài. Nào là thuốc lá, thuốc rê, nào là đồ ăn, gạo sấy, đồ hộp, một bộ quần áo thay đổi. Nào là đạn dược, lựu đạn, bao nhiêu thứ đó nhét vào một cái ba lô. Đi cũng còn khó nói chi phải chạy, nhưng không ai dám bỏ bất cứ món nào cả. Bỏ đồ ăn thì đói, bỏ thuốc thì thèm, bỏ đạn dược thì chết sớm, thôi thì cứ nê hết là xong. Khu rừng thật là yên tĩnh. Thỉnh thoảng có vài con gà rừng bay xà xuống kêu lên vài tiếng ốc 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 rồi lại bay lên. Tiếp tục, tiến quân Đen Đỏ vẫn đi cho theo đội hình chữ V. Càng tiến gần dòng suối thì càng phải cẩn thận và do đó đi chậm hơn trước.
Bất chợt Ngô Lang gọi máy yêu cầu chàng thay đổi lộ trình vì thư sinh tức đại đội 1 vào vũ phu đại đội 2 sẽ từ cuối dòng suối đi ngược lên đánh thẳng vào ngọn đồi. Bây giờ nhiệm vụ của thám sát là đi dọc theo con suối tới đầu nguồn để từ đó nổ súng đánh lạc hướng chú ý của Việt Cộng, cho hai đại đội kia dễ dàng tiến lên. Cả đám bẻ gốc qua hướng Tây Bắc mà tiến lên. Lần này tiểu đội 1 đi trước, tiếp theo là Đại Liên, rồi tiểu đội 2. Nhiều điểm nghi ngờ được phát hiện nhưng đen đỏ chỉ chấm vào bản đồ rồi tiếp tục di chuyển. Càng gần ngọn đồi thì cây lớn càng ít và sau đó thì hoàn toàn là đồng trống. Đen đỏ phải cho từng tổ nhỏ 3 người di chuyển cách khoảng nhau. Mặt trời phía Tây chiếu thẳng vào mắt các chàng cọc đen làm cho việc quan sát thật khó khăn. Tiểu đội 2 vừa tiến lên thay thế tiểu đội 1 thì một tràng thượng liên nổi lên đẩy lùi họ trở lại. Dọc bờ suối súng AK cũng bắt đầu nổ lốp bóp chặn đường. Lính biệt động đã quen chiến trận nên chỉ cần một cái phất tay của đen đỏ là cả trung đội vừa bắn trả đũa vừa tìm chỗ ẩn nấp đằng sau những gốc cây gò mối chờ đợi. Đen đỏ nhìn quanh nhận định tình hình, cả đám đang ở đồng trống nếu cần lại sẽ bị pháo dập nát thay. Nắng chói chang không tìm ra chúng đặt khẩu thượng liên ở đâu. Chạy bậy chúng nạp ra phan không còn một móng. Đen đỏ bấm máy báo cho các tiểu đội sửa soạn xung phong, rồi cho đại liên bắn một loạt nhử mồi. Quả nhiên khẩu thượng liên của Việt Cộng trả lời liền lập tức. Trời chết tụi bay rồi. Chàng cho hai khẩu M79 nổ vòng cầu và đại liên yểm trợ tối đa cho hai tiểu đội xung phong. Diệt cho bằng được họng súng quái ác đó, đại liên nổ tới tấp, M79 bắn liên tục, đen đỏ đứng thẳng lên, chỉ tay về phía khẩu thượng liên hô. Trinh sát xung phong, biệt động quân sát! Đám cọc đen được che chở tối đa lao thẳng vào chỗ vừa ăn đạn pháo, vừa chạy bắn, vừa la hét để áp đảo tinh thần địch, tiếng hét sát 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 thật là ghê rợn và có hiệu lực vô cùng, vì nó vừa làm cho người hét lên tinh thần, vừa đánh tiếng cho những đồng đội ở chung quanh biết là có phe ta đây. Vừa áp đảo tinh thần địch quân, đen đỏ nhìn về phía trước, nắng chiều quái ác chiếu vào cặp kiến cận càng làm chàng bị chói mắt. Mồ hôi từ nón sắt đổ xuống, nhiễu tổng tổng vào cặp kiến trắng. Loáng thoáng một vài thân hình đổ xuống, tiếng hô sát chưa kịp ra khỏi cổ họng đã tắt nghẹn. Người lính mang M79 ngã xuống bên cạnh đen đỏ, chàng nhào tới lấy khẩu súng và túi đạn. Nạp một viên đạn phá bắn liền về phía khẩu thượng liên rồi hò hét đám cọc đen tiếp tục xung phong. Thấp thoáng phía trước những tia sáng chớp chớp lia lịa về phía đen đỏ, chàng không còn biết đó là cái gì nữa, cứ vừa nạp đạn vừa bắn vừa hò hét. Đám đại liên cũng vừa bắn vừa chạy đổi chỗ. Đen đỏ thoáng thấy một cái nón cối nhô lên sau công sự chiến đấu, thò cái đầu hình củ chuối ra, đám cọc đen la lên báo động. Coi chừng B40 đó tụi bay! Một tiếng bùng thật lớn rồi đất cát bay tung tóe thật gần khẩu súng lớn, đen đỏ kiếp viết cho đám đại liên. Nhưng đám lính thiện chiến này đã xách ông già có đâu chạy qua chỗ khác từ khuya rồi, đang nhả đạn trả lời lia chia. Đen đỏ nghĩ thầm, đúng là biệt động quân toàn thứ thiện chiến không hả, đánh còn đẹp hơn là coi cine nữa, không uổng công mình đang biệt động. Chưa bao giờ đen đỏ khát nước như vậy, chàng ngừng lại bẻ khẩu M79 xuống để lập một viên đạn pháo mới rồi ra giấu cho người xạ thủ thứ hai, cùng bắn vào căn hầm trước mặt. Tiếng nổ thật lớn làm tung đất đá gỗ và thân người lên trời. Đen đỏ cũng kiệt lực ngã nhào xuống đất. Người lính mang máy truyền tin vội vàng chạy tới miếu máu. Ê, ông thầy bị rồi hả? Chàng ra dấu cho nó biết mình không sao cả rồi tráng ngồi dậy. Một người lính khác xông tới đỡ chàng lên miệng nói. Tráng chút nữa đi thiếu quý, ông thầy bắn sụp hầm của tụi nó rồi. Đen đỏ vùng dậy theo sức kéo của người lính và quan sát chung quanh. Đám biệt động tưởng chàng gục luôn nên hơi lúng túng, nay đã lên tinh thần trở lại tiếp tục hò hét bắn phá. Những tiếng hô sát sát vang lên khắp nơi. Chàng đeo khẩu M79 lên vai trái, gỡ khẩu M16 bên vai phải xuống cầm tay, vừa bắn vừa hô anh em tiếng gấp. Vì trước khi lên xe, người trung sĩ đã đem tới cho chàng khẩu súng này, nói rằng chiến trường vùng 2 cần cái này lắm. Chàng cho là vướng víu nhưng cũng nhận vì không thể bỏ lại được. Nay chàng mới thấy người trung sĩ có lý. Tới căn hầm bị mình bắn sập hồi nãy, chàng nhào vào thật nhanh và dùng nó làm điểm tựa để thanh toán đám Việt Cộng ở phía bờ suối. Đám cọc đen ùa lên chạy dọc theo giao thông hào bắn hạ nốt những tên Việt Cộng còn sót lại. Khẩu đại liên cũng tìm đường vào hầm, đặt súng vào một vị trí cao nhất, bắn trở lại phía bờ suối. Đen đỏ nhìn từng tên Việt Cộng lội suối chạy dạt về hướng ngọn đồi. Chàng bóc máy báo cáo cho Ngô Lang. Tôi nắm cổ được một con lươn rồi, đang ở trong hang của nó. Ngô Lang đang la hét om sòm trong máy ra lệnh cho vũ phu và thư sinh.
Nghe đen đỏ báo cáo, ông hét lớn hơn nữa. Mẹ sao mày khờ quá vậy? Căn nhà đó tụi nó biết địa chỉ rồi, dông lẹ đi, nó pháo là bẫy gáo hết bây giờ. Đen đỏ vội vàng gọi máy ra lệnh cho hai tiểu đội tấn công về phía bờ suối. Vừa kịp quét hết đám Việt Cộng chiếm tại bờ suối là một trận mưa pháo đã trút vào phía căn hầm, đất đá và khói đen bay tung khắp nơi. Đen đỏ trùng mình, chỉ chậm một chút là cả bọn nát ra như cám. Từ phía hậu cứ xa xôi có tiếng cắt cắt liên tiếp, đám cọc đen nhao nhao la lên. Ê, đại bác đại ba đó, pháo 105 của mình đó, khỏe rồi. Một lúc sau những tiếng quỳnh quỳnh nổ liên tục vào căn cứ địa của ngọn đồi 30. Đen đỏ lấy bi đông nước tu một hơi dài và nằm vật ra đất. Đám lính nhân cơ hội nhào ra suối lấy bi đông múc nước mang chung quanh người rồi trút trở lại những hố thiên nhiên bên bờ suối thật nhanh. Tiếng hò hét từ bên kia dòng suối bắt đầu vang lên, rồi đạn lớn đạn nhỏ thi nhau nổ. Có tiếng ngô lăng trong máy. Ông già gân cần nói chuyện với Minh Trang đó. Đen đỏ liền đổi tần số máy truyền tin để liên lạc với căn cứ pháo binh. Người pháo đội trưởng hỏi địa chỉ mới của đám thám sát và yêu cầu chàng giúp điều chỉnh độ chính xác của ông già vào căn cứ trên đồi 30. Liền theo đó một trái đạn khói được bắn ra, chàng nhìn theo điều chỉnh lại tần số. Hai trái khói nữa được bắn thêm để nghiệm lại độ chính xác và cuối cùng là hàng loạt đạn nổ chụp trên ngọn đồi. Lính cọc đen đứng hết ra ngoài nhìn ông già gân đang làm việc một cách khoái trá. Một vài chàng lanh tay đã nhóm lửa nấu cơm, gạo sấy chỉ cần nước nóng đổ vào là 5 phút sau đã có cơm nóng ăn liền, khô cá nướng 30 giây là chín. Xả và ớt chống sốt rét thì chỗ nào cũng có, mỗi lần đi ngang chỗ này thấy có xả có ớt là phải lanh tay nhổ hái bỏ ngay vào túi. Khi ăn cơm cứ việc móc túi ra là có đồ ăn ngay. Muốn có canh thì chỉ có việc tuột một mớ lá ớt thêm vài con khô bỏ vào cái ca uống nước nấu sôi lên là có một tô canh ngon lắm rồi. Đời lính chiến ăn thấy là đủ, không đòi hỏi cao lương mỹ vị làm chi cho rắc rối cuộc đời, mà có đòi cũng không có. Ông già gân làm việc xong là các cọc đen ở bên kia sông ào ào phóng lên đồi, Ngô Lan lại gọi máy. Thằng Vũ Phu Tấn Tài chào hỏi cho chú mày đó, cả hai tráng cải cách đại đạo tuổi dịch con chạy lạc qua đó, bên đây tụi tao lo. Đen đỏ chuyển tần số nhà gọi cho Vũ Phu, hắn ta cười khang mà rằng, hè hè, Minh Trang có chơi trò trọng thủy Mỹ Châu thì làm ơn gỡ rối tư lòng cho tôi. Có nghĩa là nếu đen đỏ cho rải mìn trên đường đi thì làm ơn gỡ mìn ra cho lính của anh ta lên. Thông thường lính biệt động đóng ở đâu thì lo gài mìn chung quanh chỗ đó để phòng thủ dù là chỉ dừng quân ngắn hạn. Đen đỏ nhìn về phía sau nơi người tiểu đội trưởng ra dấu hỏi lại, anh ta đưa bàn tay làm dấu là cần 10 phút. Chàng trả lời Vũ Phu là chờ khoảng 10 phút tới 15 phút nữa rồi hãy cho con cái khoan khoái hưởng nhàn, tức là khởi hành. Có ai gọi phía đằng trước, đen đỏ vội quay lại. Hai người lính cầm sẵn cơm canh ấp úng. Mời à, thiếu quý ăn chút cơm với tụi em cho vui. Chàng không đói, chỉ khát nước thôi, nhưng nhớ lại ngay lời người huấn luyện viên bài học mưu sinh thoát hiểm trong quân trường Dục Mỹ. Ở ngoài trận địa, ăn được lúc nào thì ráng mà ăn, không có chuyện đói hay không đói, vì sẽ có lúc muốn ăn mà không có thì giờ để ăn. Nên chàng cảm ơn người lính cầm chén ăn ngay. Một người lính bắt chuyện nói, ha, thiếu quý chì quá, mới đến trận đầu mà đã thắng lượm được thượng liên của tụi nó. Đen đỏ chưa kịp nói gì thì người lính thứ hai nói tiếp giọng thật là vui vẻ. Em thấy rõ thằng Diễu Thượng Liên, nó nhắm thiếu quý mà bắn không hà. Chắc nó thấy ông thầy phóng tới dữ quá nên quản vía bắn bậy bạ, không dính ông thầy viên nào hết trơn. Đen đỏ chợt giật mình lạnh toát người. Lúc đang xung phong, chàng có thoáng thấy những đốm chớp chớp trước mặt, nhưng phần vì chói mắt, phần vì mồ hôi tuôn xuống ướt hết cả mắt kiến. Chàng cứ tưởng đó là do mặt trời chiếu vào ống lon nào đó, hắt tia nắng vào mắt mình nên mặc kệ cứ thế mà xông lên. Đâu biết rằng khẩu Thượng Liên đang nhắm mình mà chơi xả láng. Thằng bắn Thượng Liên đó chắc bị bỏ đói cả tháng nay rồi, hoặc đang lên cơn sốt rét nên mới bắn trật mình. Nó mà bắn giỏi thì mình nát thay rồi. Mới có bài học đầu tiên này mà mình đã ném ngồi vàng thờ rồi, đã muốn lên chức cố thiếu quý rồi. Còn bao nhiêu bài học cỡ này nữa để mà lên trung quý như ông Phúc kia. Thật là phước đức ông bà hú hồn hú vía. Đen đỏ nghe người lính kể lại cái màn xung phong của mình mà mồ hôi tốt ra đầm đìa, chân trung lên thiếu điều đứng không vững, bây giờ mới thấy hoảng hồn. Người lính thứ nhất lại khen nữa. Thiếu quý bắn em 79 như để, trúng phốc ổ Thượng Liên của tụi nó làm tụi em lên tinh thần quá trời. Thằng nội xạ thủ 79, ngay ngực còn băng bó nằm một đống đằng kia, cũng ráng nhờ em chuyển lời cho trung quý nói rằng, nó có chết cũng nhắm mắt được vì ông thầy đã trả thù cho nó rồi.
Đăng Đỏ lại càng quê hơn nữa, vì lúc đó cặp mắt kiến đã bị mồ hôi làm mờ hết đi rồi, chàng có thấy cái gì đâu mà nhắm với mở, cứ thế mà bắn đại vậy thôi, mèo mù với cá ráng vậy mà, nhưng ngoài mặt vẫn làm quay. Mình ráng làm được cái gì thì cứ làm, nhờ anh em quen tra trận mặt hăng hái tiến lên nên tôi mới có gan mà hô xung phong đó chứ. Chàng chưa kịp nói hết câu thì Ngô Lan lại kêu, ông ta muốn chàng dắt đám con cái lên trấn cái ổ đất chiếu tướng qua ngọn đồi 30. Thế là cả bọn vội vàng thu dọn chiến trường lo cho những người bị thương, các tiểu đội trưởng báo cáo. Tổng thống không thăm viếng nhưng có ba bộ trưởng muốn nghỉ hè và hai muốn nghỉ cuối tuần, đã lo xong hết rồi. Tức là không có ai tử trận, ba bị thương nặng và hai bị nhẹ. Đen Đỏ nghe xong tra dấu cho mọi người dắt dìu nhau lên đường cũng không xa cho lắm. Một người lính nào đó cằn nhằn. Ê, chú ăn hết miếng cơm đã kêu đi rồi. Có tiếng khác đáp ngay. Giờ này đâu phải giờ ăn của mày mà nói ăn chưa hết. Một người khác lên tiếng. Hê hê, biệt động là vậy đó. Ai biểu ham bận đồ bông, ai biểu ham làm cọp đen mới chịu cực, có chút xíu mà đã càm ràm. Về nhà ngủ đi mày. Người lính tặng cơm cho Đen Đỏ hồi nãy trả lời lại. Ai biểu tụ bày cà đề làm chi, tao ăn no rồi, chén bát cũng rửa xong rồi đó. Anh ta xốc lại dây ba lô của cây súng tiến về phía trước, vừa đi vừa nói. Mình là biệt động mà. Tác giả Nguyễn Khắp Nơi. Xin cảm ơn các bạn.